Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Danh ca Thanh Tuyền, tiếng hát quý hiếm có 102 trong dòng nhạc Việt. Thanh Tuyền sở hữu một tiếng hát quý hiếm, ít xuất hiện với đóng góp với dòng nhạc Việt, đặc biệt là Bolero. Thanh Tuyền được biết đến là một trong những giọng ca nổi tiếng của nền tân nhạc Việt Nam, có ảnh hưởng sâu sắc tới âm nhạc, cũng được nhiều thế hệ khán giả ngưỡng mộ. Bà đi hát và nổi tiếng từ khá sớm và vẫn giữ được tên tuổi bền bỉ suốt hơn 50 năm qua. Trong sự nghiệp của mình, Thanh Tuyền hát rất nhiều dòng nhạc khác nhau, gồm ca cải lương, vọng cổ và nhạc xưa. Nhưng nổi bật nhất vẫn gây ấn tượng nhất với giọng ca Bolero, có thể nói nữ danh ca là một tượng đài lớn của dòng nhạc Bolero. Với những công hiến khó ai thay thế được, hầu hết khán giả nghe Bolero đều ấn tượng đặc biệt với Thanh Tuyền và phải thừa nhận rằng cô là tài tượng đài không thể thay thế của dòng nhạc này. Ấn tượng đầu tiên với người ta cảm nhận được chính là âm sắc trong giọng điệu của cô. Thanh Tuyền sở hữu giọng Funlisco, nữ cao trữ tình đầy đặn, hiếm có ở Việt Nam. Khác với đa số nữ cao trữ tình mảnh khảnh của hầu hết các ca nghệ sĩ khác, nếu ai đã từng nghe Thanh Tuyền hát live trực tiếp sẽ không khỏi bất ngờ trước nội lực giàu có của cô. Nhưng Thanh Tuyền vẫn khiến khán giả choáng váng thực sự trước âm lượng lớn và giọng hát xuyên thấu của mình. Chỉ cần Thanh Tuyền mở miệng thôi cũng đủ áp đảo mọi ca sĩ chung với mình, lấp đầy toàn bộ khán phòng. Giọng hát của cô vô cùng chắc chắn, khỏe khoắn và mang tính kim khí. Người nghe luôn có cảm giác nếu Thanh Tuyền bung hết lực ra sẽ chẳng thể kém cạnh gì Super Black hay Thanh Lam, Mỹ Linh. Giọng hát trời phú của Thanh Tuyền, quãng cao, bay dài đặc, chắc khỏe vô cùng thân. Rất ít ca nghệ sĩ ở Việt Nam ở độ tuổi 70 vẫn có thể pét âm đồng y tới tận C5 và dày và nặng, nội lực lớn với đầy đủ vitaro như Thanh Tuyền. Cũng chính vì lợi thế giọng hát này của Thanh Tuyền, phần quãng trung phát triển cho tới bây giờ, cô có thể nhả chữ và giữ nốt ghi bồn vô cùng dày dặn và chắc chắn ẩn giấu nội lực không hề nhỏ. Điều này khác hẳn với một list Firico, Sopatro khác. Năng lượng quãng giọng của Thanh Tuyền thuộc hàng đáng kể. Cô mic cao, rất tốt và thoải mái, có thể giọng tới C5, D5 một cách dễ dàng, nhưng đồng thời cô còn xuống được nhiều nốt trầm chắc chắn, sâu và tối. Hiện tại, danh ca Thanh Tuyền ở độ tuổi 74, có cuộc sống được nhiều người ngưỡng mộ. Thanh Tuyền được biết đến là một giọng ca Bolero nổi tiếng với tiếng hát, chất giọng, nội lực mang âm sắc quý hiếm. Với sự nghiệp trải dài gần 60 năm qua, bà đã trở thành một tượng đài trong lòng người hâm mộ và thế hệ đàn em đi trước. Hiện tại danh ca Thanh Tuyền đã ở độ tuổi 74, bà có cuộc sống gia đình được nhiều người ngưỡng mộ. Với giọng hát hiếm có và kỹ thuật điều luyện, Thanh Tuyền luôn là một trong những ca sĩ đắt số nhất. Vào thập niên 80, bà chạy show liên tục khắp các châu Âu, châu Úc, châu Mỹ. Bằng khả năng hát live khỏe khoắn, giọng hát nội lực và chạy show không biết mệt, có thể hát tới 6 show. Mỗi tối bà trở thành cái tên bán vé cho mọi bầu show ở hải ngoại. Nhờ đó Thanh Tuyền có kinh tế dư giả cho các con ăn học đến nơi đến chốn. Dưới sự giúp sức của người chồng thứ hai, bà không chỉ nuôi dạy con cái nên người, còn tích cóp được khối tài sản lớn. Hiện tại Thanh Tuyền đang sống cùng chồng trong căn biệt thự nằm ở khu nhà của giới thượng lưu. Có không gian sống yên tĩnh mát mẻ, hàng xóm thân thiện, cửa người của bà bề thế được xây dựng theo phong cách cổ điển phương Tây. Cạch lát ấm cúng và có hẳn cả gara để sơn xe sau nhà. Sân vườn của căn biệt thự rộng ước chừng tới 1.000 km², chưa làm nhiều vườn khác nhau. Vườn trước đã rộng tới vài trăm mét vuông, trải thảm cỏ mịn màng, không khác gì một resort. Ở sau vườn, danh ca Thanh Tuyền còn trồng nhiều cây cổ thụ và đặc biệt tượng quan âm lớn để thờ phụng. Vườn tược luôn được bà cắt tỉa sạch sẽ, bài trí ngăn nắp gọn gàng. Từ vườn trước vào sân nhà có một con đường rộng rãi. Con dâu Thanh Tuyền là nghệ sĩ Ngọc Huyền từng chia sẻ, nếu đậu khéo con đường này có thể chứa đến 20 chiếc ô tô.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.